em dầu ngựa, đó là siêu tinh chất nha. Trời ơi, và cái em kem, kem siêu tinh chất này nữa đó, đưa combo này về cái chồng khen quá trời luôn. Rồi ra đường gặp bạn bè cứ khen sâu xinh, sao mà trộm vía da căng quá trời, đẹp quá trời. Trời ơi, về nhà khoe quá trời, khoe luôn, khoe với em ngoài chứ gì. Đó. Mọi người nghe Huy nha, công cuộc cách mạng bảo vệ làn da của chị em giống như là một cuộc chiến vậy đó. Chỉ cần chị em chúng ta chọn đúng cách, không gì là không thể hết. Chính mà xác. Càng không thể thì khó mà có thể bỏ qua bộ đôi điệp viên dầu ngựa ở đây. Em điệp viên này phải nói là như là một cánh tay hai súng vậy đó. Súng này hỗ trợ cho súng kia một cách hoàn hảo luôn. Một bên là em tinh chất bổ sung cho các collagen giúp cho da trở nên săn chắc hơn. Còn một bên thì đó chính là kem dưỡng hỗ trợ phục hồi cho các tế bào gốc, đánh bay sần sạm. Dần dần làn da của chị em nhà mình sẽ giống như được là được tái sinh. Được tái sinh đó mọi người. Mấy chị em cứ yên tâm đi, bộ đôi này của nhà Laura Sunshine là bao uy tín luôn.